Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 26 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại Vân Tế Anh, được viết bởi tác giả nữ Lê Tuyết. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe những nội dung chính sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Và chỉ còn rất là ngắn tập truyện nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng của cuộc đời cô Tình. Quý vị hãy theo dõi cùng với Hồng Nhung và đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được mỗi ngày vào khung giờ phát sóng cố định, đó là 12:30 mỗi trưa quý vị nhé. Hồng Nhung xin cảm ơn mọi sự quan tâm theo dõi của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Gặp nhau được một ngày, Vũ Đình Nguyên lại đi công tác nên thời gian tôi với anh lại xa cách nhau. Trước kia tôi chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng gần đây chính mình quan sát một chút cũng đã nhận ra người đàn ông ấy bận bịu như thế nào với công việc. Anh có rất nhiều những cuộc gặp mặt với đối tác, thậm chí có hôm anh vừa xuống sân bay trở về ký văn kiện phê duyệt rồi lại phải ra check vé để đi nơi khác. Một ngày có 24 tiếng thì ít nhất 22 tiếng phải ngồi máy bay. Nhiều lúc tôi thương anh vất vả, chỉ nhắn cho anh một tin, nhưng hễ cứ khi nhận được là anh ngay tức khắc gọi lại. Chẳng cần nhiều nhặn gì cả, chỉ cần 2 phút hoặc 3 phút thôi cũng được. Vũ Đình Nguyên đi được mấy tháng, phía bên dự án bờ biển xảy ra một chút trục trặc, cho nên tôi với giám đốc Hiền phải đích thân đến nơi kiểm tra xem như thế nào. Vì đây là dự án lớn, được mọi người kỳ vọng rất nhiều, phía Quốc không cho phép xảy ra một chút sơ suất, nên chúng tôi chỉ có thời gian đưa ra giải pháp trong vòng một ngày. Một ngày là quá ngắn với một lỗ hổng. Nhưng đã là nhân viên có năng lực, không làm được thì chỉ còn nước đóng đồ rời khỏi vị trí và nhường cơ hội cho người khác. Một ngày, rồi hai ngày trôi đi. Ngày thứ ba sau khi vừa kết thúc công việc, tôi đang ở trong phòng làm việc nói chuyện với giám đốc Hiền thì điện thoại lại bất chợt nhận được điện thoại từ một số lạ. Ban đầu tôi thật chẳng muốn nghe vì bản thân mấy hôm nay rất mệt. Thêm nữa, cũng chẳng phải là Vũ Đình Nguyên nên cũng không muốn quan tâm lắm. Thế nhưng đầu bên kia gọi đến nhiều quá. Tại đến cuộc thứ bảy vẫn không chịu bỏ cuộc, khiến cho tôi hết kiên nhẫn nổi. Cuối cùng tôi đành phải nhận máy. Chỉ là tôi không ngờ người gọi tới này là Dương Thành Nam mà thôi. Ngữ điệu của anh vang qua điện thoại đầy gấp gáp. Tôi Vũ Tình, tôi muốn gặp em. Tôi hơi ngẩn người, mất 2 phút mới có thể tiêu hóa được những lời nói đấy. Kể từ khinh đính hôn với An Lam, chúng tôi không ai nói chuyện với ai nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm đến nhất cử nhất động của anh, cho nên sớm đã quên đi sự thật nghiệt ngã kia. Thế nhưng bây giờ đùng một cái anh lại gọi, tôi thật không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Khẽ cắn môi, tôi chớp mấy cái để ổn định lấy tinh thần. Giọng nói cất lên vô cùng bình tĩnh. Tổng giám đốc Nam, tôi và anh còn chuyện gì để nói sao? Có, tôi với em có. Sợi dây tình mềm mại chôn sâu trong lòng bao nhiêu năm qua lại dần hiện lại. Trái tim vì sự khẩn cầu của Dương Thành Nam đột nhiên nhịch lên một cái, khó khăn lắm mới khiến cho tôi mở miệng được. Có chuyện gì anh ở đây nói luôn đi, tôi hiện đang bận, e là không được. Tôi Vũ Tình, chuyện này vô cùng quan trọng, nếu mà em không đến gặp tôi, chúng ta nhất định sẽ hối hận. Đầu dây bên kia, Dương Thành Nam đè giọng thật thấp. Ẩn sâu bên trong đấy là biết bao nhiêu sự kìm nén. Tôi có một chút không đành lòng, nên sau một hồi suy nghĩ, cũng khá gật đầu, để lại cho anh một câu nói rồi đi tới điểm hẹn. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất chói, người trên đường đều vội vã, ai cũng giảm bước đi về phía trước. Tôi ngồi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Đến khi Dương Thành Nam bước đến, cái nhìn mới thu lại rồi rơi trên người của anh. Một năm không gặp, anh vẫn như vậy và không có gì thay đổi. Duy nhất chỉ có lúc này, ánh mắt tôi lại đượm buồn đầy những đau khổ. Anh hỏi tôi, em đến lâu chưa? Tôi khẽ lắc đầu, tay cầm chiếc thìa khuấy ly cà phê sữa trước mặt. Anh bảo là có chuyện muốn nói với tôi, bây giờ tôi đến đây rồi, anh nói đi. Chúng ta còn chuyện gì sao? Dương Thành Nam đốt một điếu thuốc, trong màn khói thuốc lởn lờ, anh nhìn tôi thật bi thương và nói, tôi Vô Tình, mấy tháng nay anh chấp nhận điều kiện của em. Anh không đi tìm em và con. Anh đã tưởng rằng mình rất mạnh mẽ.
nhưng không phải. Anh rất yếu ớt, thậm chí anh còn hận em. Hận em vì em tàn nhẫn không lo được cho anh gặp con. Hận em vì em không cho biết anh là ba của thằng bé. Anh đã bỏ lỡ thời khắc con chào đời, bỏ lỡ quá nhiều. Anh chỉ muốn bù đắp cho con. Anh muốn chúng ta là một gia đình. Anh... Đáy lòng có một chút hoảng sợ. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Thật lâu tôi mới có thể cười nhàn một cái. Tổng giám đốc Nam, anh quên những cái lời mà tôi nói rồi sao? Anh ngày hôm đó đã hứa với tôi sẽ không đến tìm chúng tôi. Giọng nói khàn khàn của anh tràn đầy tình cảm chân thành. Anh thay đổi. Cả ánh mắt của anh giờ cũng trở nên buồn bã, đau lòng và chua xót. Đúng, đúng là anh đã hứa với em là như thế. Nhưng mà bây giờ anh không thể thực hiện được điều đó nữa. Anh không làm được. Anh làm không được là chuyện của anh. Bây giờ anh đã là chồng chưa cưới của An Lam. Anh đến tìm tôi thế này, cố nổi điên lên với tôi, tôi chịu không nổi cơn giận dữ của cô ấy đâu. Tôi không hiểu rốt cuộc ý của Dương Thành Nam là gì. Tôi cũng không cảm thấy hả hê trước biểu cảm đau lòng của anh. Tôi chỉ nghĩ chúng tôi đã thỏa thuận, đôi bên không ai làm phiền đến ai, thì bây giờ hãy cứ như vậy đi. Bởi vì cả hai vốn dĩ đang có cuộc sống rất tốt. Anh có An Lam, cô sẽ sinh con cho anh. Tôi cũng có sự quan tâm và yêu thương của Vũ Đình Nguyên, hạnh phúc mỗi ngày một dâng đầy và lớn lên. Bình thường, đối với những lời châm chọc của tôi, Dương Thành Nam nhất định sẽ tức giận. Anh sẽ chặn hỏng tôi bằng những lời nói cay nghiệt. Thế nhưng hôm nay, người đàn ông ấy là không hề tỏ ra thay đổi gì hết. Anh nắm lấy tay tôi rất chặt, siết lại không muốn buông, lời nói run run. Tôi vô tình, em có còn yêu anh không? Tim tôi run lên, một ít cà phê sánh ra bên ngoài rơi xuống màn kính và loang lổ. Dương Thành Nam, chuyện cũ đã qua rồi, anh đừng có nhắc lại nữa. Anh yêu em, Tô Vũ Tình. Hiểu lầm là anh khiến chúng ta xa nhau 7 năm. Nhưng 7 năm qua anh vẫn chưa từng thay đổi. Anh vẫn luôn yêu em. Chỉ là thù hận khiến cho anh mờ mắt, nên anh mới cư xử với em như vậy. Tình, bản xét nghiệm không chính xác. Anh với em không phải anh em, chúng ta không có cùng huyết thống. Em không thấy Kỳ Tích là Minh Đức hay sao? Thằng bé là con của hai chúng ta. Chúng ta bên nhau mới thực sự là một gia đình. Một gia đình hạnh phúc. Tai tôi ù đi, theo từng lời nói của Dương Thành Nam. Cái gì mà không phải anh em? Cái gì mà một gia đình? Tôi thật không hiểu. Anh nói cái gì? Anh lừa tôi đi à? Dương Thành Nam lắc đầu, giọng anh kiên định hơn bao giờ hết. Tôi không nói dối. Bản xét nghiệm đó thật sự là có vấn đề. Chính An Lam là người thuê đánh tráo kết quả. Tôi vô tình, tôi không biết trước kia mẹ em với bố mẹ tôi có chuyện gì. Nhưng chúng ta đã yêu nhau, đã có con. Em bây giờ có thể buông xuống những tội lỗi để chấp nhận tôi không? Chúng ta ở bên nhau, sẽ không rời xa nhau nữa. Còn về Vũ Đình Nguyên, cậu sẽ tìm được người khác thôi. Tôi nghẹn giọng, nước mắt lăn dài, khóc đến mơ hồ, khóc không thể ngừng lại. Đổi lại là một năm trước, bất kể lúc nào, chỉ cần sự thật này phanh phui, tôi sẽ không hề do dự nhào vào lòng anh, một lòng báo đáp tình cảm của anh. Nhưng mà số trời sắp đặt, chúng tôi chỉ nên có với nhau những kỷ niệm đẹp. Tôi và anh nên chỉ là những người lướt qua nhau. Vì vậy tôi khẽ lắc đầu. Tâm tư giằng xé, mà Dương Thành Nam thì không biết lấy dũng khí ở đâu. Anh ôm tôi, liều lĩnh và hôn lên môi tôi. Tôi muốn đẩy anh ra. Tôi giãy giụa, nhưng anh không buông. Cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực để từng giọt nước mắt chảy xuống. Một phút trôi đi. Sau khi Dương Thành Nam buông tay khỏi mình, tôi lúc này mới đưa tay lên gạt đi nước mắt. Bản thân định bụng đứng dậy rời khỏi, trở về nhà mới đưa tay lên, thì vô tình thấy một cái bóng dáng quen thuộc. Người đó đứng ở bên ngoài hành lang. Khoảng cách tôi chỉ duy nhất một tấm kính. Dáng người cao lớn, mỗi ngày tôi đều dựa vào, bây giờ lại nặng trĩu, tựa như gánh cả một bầu trời. Anh nâng ánh mắt nhìn tôi, cái nhìn hoàn toàn thất vọng. Anh nâng mắt nhìn tôi, cái nhìn hoàn toàn thất vọng lẫn đau lòng. Không quá 2 giây, liền xoay người bước đi,
để lại dưới đất là bó hoa hồng rụng rơi từng cánh đỏ thẫm. Người đấy là Vũ Đình Nguyên. Người đấy là người đã yêu tôi 10 năm ròng rã, là người đã bao dung hết thảy tất cả mọi thứ cho tôi. Người ấy là người đã kéo tôi ra khỏi cái hố đen của quá khứ, là người mỗi lúc tôi buồn đều xuất hiện bên tôi và che chở cho tôi. Người đấy đã nói với tôi: "Tôi Vũ Tình, em có đồng ý lấy tôi không?" Thế nhưng mà bây giờ người đấy đã chấp nhận buông tay thật rồi. Thật sự đã buông tay tôi rồi. Chiếc điện thoại trên tay trượt xuống dưới đất. Với tôi lúc này, dòng chữ kia thật chẳng khác gì hàng vạn lưỡi dao đâm vào mắt. Đau nhức, rất đau. Tôi Vũ Tình, Nam nói đúng. Em, cậu ấy và Minh Đức mới thực sự là một gia đình. Còn tôi chỉ là một người lạ, không nên xuất hiện trong cuộc đời của em. Tháng 12, thành phố bước vào thời tiết lạnh giá. Tôi đứng bên trong quán trơ mắt nhìn Vũ Đình Nguyên xoay người đi. Nước mắt không kiềm chế được, cứ thế chảy xuống đầy khuôn mặt trắng nõn được trang điểm tỉ mỉ. Hơn một năm qua, người bên tôi là anh. Người giúp tôi thay đổi cũng là anh. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không biết. Tôi chỉ biết tôi yêu anh với một tình yêu chẳng điên cuồng, giống như với Dương Thành Nam năm đó. Mà tôi kiên định, tôi thật lòng. Tôi muốn vượt qua con đường gập ghềnh đầy gai nhọn để đến được với anh, ở bên anh. Nhưng mà bây giờ anh lại buông bỏ tôi thật rồi. Anh buông tôi thật rồi. Nghĩ đến những cái điều đáng sợ đấy, tôi bắt đầu trở nên hốt hoảng. Bản thân muốn đứng dậy chạy lao ra bên ngoài đuổi theo anh, thì cánh tay lại bị Dương Thành Nam giữ lại thật chặt. Anh siết lấy cổ tay tôi. Anh không cho tôi đi. Có lẽ vì anh cũng đã phát hiện ra Vũ Đình Nguyên rồi, cho nên là anh mới kiên định và nói: "Tình, em đừng đi. Anh xin em đấy, em đừng đi có được không?" Lời khẩn cầu chân thành đầy bất lực. Lúc này hệt như chiếc búa gõ vào nơi trái tim mềm yếu nhất của tôi, khiến cho tôi vừa đau đớn vừa run rẩy. 8 năm trước, trong một đêm đông lạnh lẽo, với cơn mưa tát vào người như muốn cắt da cắt thịt, người thiên niên ấy đã điên cuồng ôm lấy chân tôi, chất vấn và cầu xin tôi nói ra lý do. 8 năm sau, tất cả ngỡ ra chỉ là một sự sắp xếp của người lớn. Tôi với Dương Thành Nam đứng đối diện với nhau, rõ ràng chỉ cần gật đầu một cái thôi là chúng tôi sẽ trở thành một gia đình. Rõ ràng chỉ cần gật đầu một cái, chúng tôi sẽ là cặp đôi gương vỡ lại lành, giống như bao nhiêu cặp trong những bộ phim truyền hình. Thế nhưng mà tôi lại không làm được. Tôi lưỡng lự, tôi sợ hãi, lòng tôi rối như tơ vò. Đặc biệt trong lòng của tôi bây giờ lại thoáng lên hình ảnh của người khác. Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Tôi cắn môi để hiện cả dấu răng ở trên đó. Một giọt lệ nữa là chảy xuống len vào khóe môi mằn chát đến ngàn cổ họng. Đôi mắt run rẩy nhìn lên người đàn ông với ánh mắt mong chờ mình và môi mấp máy. "Dương Thành Nam, anh có biết không? Em đã từng rất yêu anh. Em thật sự đã từng rất yêu anh. Năm 16 tuổi đến năm 19 tuổi chúng ta là một đôi tiên đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Anh bao dung em, anh yêu em và cho em những kỷ niệm của tuổi thanh xuân rất đẹp. Cả đời này chắc chắn em sẽ không bao giờ có thể quên được. Năm 19 tuổi, em đọc được cuốn nhật ký của mẹ. Tay em cầm tờ xét nghiệm ADN. Mắt em nhìn những tấm ảnh của mẹ với bố anh. Em suy sụp, em đau lòng. Anh không biết là em đã đau lòng như thế nào đâu." Tôi vừa nói vừa khóc. Đây có lẽ là lần đầu tiên bản thân với Dương Thành Nam cẩn thận ngồi lại với nhau, nói chuyện về quá khứ sau 8 năm rời xa lẫn dần mặt. Anh, một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, một người có tiền, có quyền, vậy mà bây giờ lại mang cái dáng vẻ yếu ớt đứng ở trước mặt tôi. Đôi mắt đỏ sọng chảy lệ. Bộ dạng này thử hỏi, phải người đó đau đớn thế nào thì mới có được. Thử hỏi, vết thương trong tim phải lớn như thế nào mới biến một người vốn không bao giờ có chuyện gục ngã trở thành ngã gục. Tôi không biết, và tôi thật sự không biết. Im lặng không biết nói thế nào. Dương Thành Nam đột nhiên lại đưa tay ôm chặt lên má tôi, ép tôi ngẩng lên đối diện với mình. Tôi cắn môi khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt rất lớn, nặng nề và rơi xuống, vỡ tan ở dưới mu bàn tay,
xuống dưới sàn nhà lành ngắt. Cách nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ ông trời mới cho gỡ nút thắt? Tại sao đến bây giờ ông trời mới để chúng tôi biết được sự thật? Tại sao cơ chứ? Tình, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em. Trở lại bên cạnh anh có được không? Và đừng đi đâu nữa. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, cho Minh Đức. Chúng ta sẽ lại là một gia đình hạnh phúc. Còn nữa, chúng ta vẫn có thể sinh cho thằng bé em trai em gái. Chúng ta vẫn có thể sinh thêm mấy đứa nữa. Chúng ta... Tôi im lặng hồi lâu, hơi thở dồn dập. Đầu óc vì những lời nói của Dương Thành Nam càng trở nên mơ màng. Tôi rơi vào mông lung, mà anh ở trước mặt vẫn kiên trì đến cùng. Như thể lần này đã quyết tâm thật sự. Tình, 10 năm qua chúng ta đều yêu nhau và nhớ về nhau, em đã quên rồi sao? Em... Anh là ba của Minh Đức. Anh là máu mủ của con. Chẳng nhẽ em định để anh với con cả đời không liên quan đến nhau à? Trước kia em sợ con bị mang tiếng là con của hai kẻ loạn luân. Em muốn gì anh cũng đồng ý. Nhưng bây giờ chúng ta không phải là như thế. Em định để con anh gọi người khác là ba. Dương Thành Nam gầm nhẹ. Tôi bị anh ép đến mức không thể nói được một lời nào. Lời nói kia đánh thẳng vào tim, khiến cho tôi nghẹn nơi cổ họng. Anh nói đúng. Anh là ba của Minh Đức. Chúng tôi bây giờ không có gì. Tôi lấy tư cách gì mà cấm hai cha con họ không được gặp nhau? Thằng bé là con cháu nhà họ Dương, là cháu nội đích tôn của Dương Thành Vũ. Thằng bé là người thừa kế An Dĩnh. Sau này điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Con có thể quý Vũ Đình Nguyên và có thể gọi anh là ba. Nhưng mà tôi biết, trong lòng tôi vẫn muốn một lần đối diện với ba ruột của mình. Muốn được ba ruột yêu thương và bế ấm 7 năm với Hiệp. Cuộc sống đều là những chuỗi ngày mệt mỏi. Giờ đây đã ổn định. Tôi biết mình không thể tùy ý làm theo cảm xúc của mình nữa rồi. Con tôi thật sự cần có ba. Cố giản xuống những cảm xúc hỗn độn, tôi gạt tay Dương Thành Nam ra khỏi người của mình. Bước chân hơi lùi lại. Chuyện đó chúng ta nói sau đi. Bây giờ em có việc cần phải về trước. Không thể ở lại. Em đi tìm cậu ấy sao? Tô Vũ Tình, em yêu cậu ấy à? Em không còn yêu anh nữa à? Dương Thành Nam hạ giọng và hỏi dồn dập. Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Cái nhìn vừa đau xót, vừa khổ sở. Hiện tại lúc này tim tôi rối lắm. Tôi chẳng biết câu trả lời nào phù hợp cả. Tôi không biết mình nên làm thế nào. Tôi chỉ biết bây giờ tôi cần trở về công ty. Tôi phải gặp được Vũ Đình Nguyên. Tôi phải nhìn thấy anh. Chỉ như vậy thôi. Anh đừng hỏi em. Em bây giờ không thể ở đây với anh được nữa. Dương Thành Nam, thật sự xin lỗi. Nói xong, người đàn ông đó những lời này cũng cúi người, lấy điện thoại cầm túi sách và lao ra ngoài. Mở phía sau anh vẫn kiềm chế nói với cái giọng nói đầy run rẩy. Tình, tôi nhất định sẽ không buông tay. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu. Không buông tay. Bây giờ anh nói điều đấy, chẳng phải đã là quá muộn rồi hay sao? Đã từng yêu, đã từng hận, biệt ly rồi lại trùng phùng. Giờ phút này tôi buông được thì anh lại níu kéo. Tôi đủ tàn nhẫn được à? Tôi không làm được. Làm tổn thương Dương Thành Nam, tôi thật sự không làm nổi. Khẽ gạt nước mắt, tôi đứng ở bên cạnh, bắt một chiếc taxi đi về phía công ty. Tay cầm điện thoại gọi cho Vũ Đình Nguyên, nhưng đầu dây bên kia liên tục báo đến giọng nói của tổng đài. Anh đã tắt máy. Anh không muốn nói chuyện với tôi. Hay chỉ là máy của anh hết pin? Một năm qua, tôi chưa từng nói yêu anh. Nhưng tôi với anh cả hai cũng đều ngầm phủ nhận với nhau một mối quan hệ có thể phát triển theo hướng tốt này. Tôi và anh đã có với nhau những lần triền miên hạnh phúc. Tôi đón nhận anh, đón nhận mọi thứ của anh. Tôi không hề quên, cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ quên cả. Thật lòng tôi đã nghĩ,
chúng tôi sẽ có một cái kết bên nhau, cùng nhau xây dựng một hạnh phúc nhỏ bé, cùng nhau vượt qua rào cản trắc trở. Nhưng mà bây giờ, hình như mọi thứ đổ bể rồi, mà tất cả là do một tay tôi tạo nên. Xe đi mất 10 phút cũng trở về công ty. Tôi vội vã trả tiền rồi chạy lao vào trong thang máy. Lúc lên đến phòng làm việc, gặp giám đốc Hiền, tôi ngập ngừng và hỏi chị ấy. Chị, tổng giám đốc có ở đây không? Giám đốc Hiền nghe tôi nói vậy thì có một chút ngạc nhiên. Sao lại hỏi tôi? Cô muốn biết cậu ta ở đâu thì có thể gọi điện vào số máy cá nhân là biết ngay thôi. Anh ấy tắt máy rồi. Tôi gọi nhưng không được, cho nên tôi mới hỏi chị. Thời gian qua tình cảm của chúng tôi khá tốt. Tuy không gặp nhau nhiều, nhưng điện thoại vẫn thường xuyên gọi. Vì thế giám đốc Hiền chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đoán được cảm xúc và tình hình phát triển như thế nào. Bây giờ cũng như vậy. Chị ta thấy sắc mặt tôi hơi tái, lại còn đỏ mặt sắp khóc, đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Sao thế? Hai người lại có chuyện gì đấy à? Nhìn sắc mặt cô tệ lắm đấy. Tôi khẽ lắc đầu, một lời không nói. Kỳ thật là tôi cũng chẳng biết nói ra làm sao nữa. Nói với chị ta tôi đi gặp tình cũ, xong để Vũ Đình Nguyên bắt gặp mình với người ta ôm ấp hôn nhau à? Hay là nói tôi đã làm một chuyện vô cùng có lỗi? Cái nào cũng không được, cái nào cũng đều khó xử. Trong câu chuyện này, người có lỗi nhất, trước hay sau, vẫn chỉ là một mình tôi thôi. Không sao đâu, tôi chỉ là có một chút chuyện thôi. Vậy được rồi, thế thì đi về làm việc đi. Công việc nhiều lắm, tốt hơn hết vẫn là đừng nên chỉnh mảng. Còn về bốt, cậu ta với thư ký Dũng vừa lại ra sân bay rồi. Lần này lại sang bên châu Âu giám sát các dự án. Vậy à, vậy tôi về chỗ của mình đây. Không gặp được Vũ Đình Nguyên, tôi cũng chẳng còn cách nào khác nên chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Thu lại ánh mắt buồn bã lẫn hụt hẫng của mình trở về chỗ ngồi. Tôi lao đầu vào làm việc, thế nhưng lại không thể nào tập trung. Cứ thì thoảng 10 phút, lại nhìn điện thoại một lần xem anh có gửi tin nhắn đến cho mình hay không. Anh đã đọc tin nhắn Zalo tôi gửi chưa? Tiếc là, mọi thứ vẫn cứ như vậy. Vẫn giống như lúc tôi rời khỏi nhà hàng. Yên lặng, tĩnh mịch, như muốn giết chết trái tim yếu ớt của tôi. Tăng ca đến 9 giờ, công việc vẫn còn chất đống ở đó. Thật sự cũng không muốn về một chút nào. Nhưng dạo gần đây tôi không được ở bên Minh Đức nhiều, nên suy đi tính lại một hồi, bản thân cũng quyết định tắt máy đứng dậy. Tầng 28 mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại tôi một mình. Mỗi một bước chân cộc cộc phát ra đều dội lại nghe gần đến như muốn dọa người khác. Nói thật, nếu là bình thường thì tôi nhất định sẽ lo lắng và sợ hãi, tay chân run rẩy, không dám nhìn nghiêng nhìn dọc, cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng mà lúc này tâm trạng nặng nề quá rồi, hình bóng của Vũ Đình Nguyên liên tục mỗi lúc hiện lên rõ rệt trong tâm trí, vừa mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, cũng vừa làm tôi cảm thấy ân hận rất nhiều. Thủ đô về đêm càng trở nên lạnh, có những hạt mưa bay lất phất. Tôi đứng ở sảnh lớn nhìn ra bầu trời đêm không trăng không sao, đôi mắt nóng hổi ngập nước. Mấy ngày trước luôn có một người đàn ông không ngần ngại đời tôi, kiên nhẫn từng chút quan tâm tôi, đi vào trái tim của tôi, mang đến cho tôi bao nhiêu hạnh phúc ân cần. Bây giờ anh không ở đây, có khi anh đang ở một đất nước khác. Anh liệu có nhớ đến tôi như là tôi đang nhớ anh hay không? Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, tôi hốt hoảng đưa lên lau vội. Chân chậm chạp bước từng vòng dưới lòng đường láng mịn. Đoạn đường này hôm nay không có xe. Tôi định bụng đi bộ ra đường lớn thì bất chợt điện thoại vang lên từng tiếng chuông dồn dập đầy thúc giục. Tôi nhấc máy nghe, bên kia Dương Thành Nam cất giọng và nói với tôi. Ngẩng đầu lên và nhìn sang phải đi. Tôi ngẩn người, theo quán tính nâng mắt nhìn sang. Dương Thành Nam mặc chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh xe. Điếu thuốc lá kẹp ở ngón tay vẫn còn cháy đỏ gần đến đầu lòng. Một cảnh này giống hệt Vũ Đình Nguyên của năm ngoái. Anh cũng lặng lẽ như vậy đợi tôi, mỉm cười và nói với tôi. Đầu óc mê man, giọng nói trầm trầm của Dương Thành Nam lại truyền qua điện thoại dội thẳng vào tai. Em qua đây đi, trời lạnh như vậy đứng ở đấy là ốm đấy. Anh... Nhanh lên, trời sắp mưa lớn rồi. Dương Thành Nam không cho tôi cơ hội phản pháo.
Mà tôi sau khi nghe anh nói vậy cũng bất giác ngửa mặt lên. Quả thật lúc này trời đã nặng hạt hơn rất nhiều. Từng giọt rơi vào mặt tí tách, để lại những cơn lạnh buốt. Tôi hơi siết chặt lấy tay cầm điện thoại của mình. Suy nghĩ một hồi, rồi cũng lặng lẽ di chuyển. Đến gần anh mở cửa xe cho tôi và nói: "Vào bên trong đi." Tôi lưỡng lự, người ấy lại thở dài, tay ôm lấy vai tôi đẩy tôi vào ghế phụ. Sau đấy bản thân cũng ngồi về ghế lái. Chờ cho tới khi cửa xe được đóng lại hẳn, tôi mới thấy anh nghiêng đầu nhìn sang mình và nói tiếp: "Em định trốn tránh tôi mãi đi bao giờ? Tôi đáng sợ như vậy à?" Tôi lắc đầu: "Không, anh thì làm gì có gì mà đáng sợ chứ. Anh nghĩ nhiều rồi đấy." "Vậy sao lại trốn tránh tôi?" "Tôi vô tình. Tôi chỉ là muốn bù đắp cho em và con. Tôi muốn chứng minh cho em thấy ở bên tôi em thật sự an toàn, không hề cảm thấy mệt mỏi hay áp lực gì cả." Tôi không nói gì, mắt nghiêng ra và nhìn chỗ khác, đầu dựa vào tấm cửa kính. Bên ngoài trời đã đổ xuống những cơn mưa nặng, có những hạt bắn vào cửa kính rồi trượt xuống vỡ tan. Nhìn thế nào cũng cảm thấy sao lại giống bản thân đến như vậy. Đáy lòng của tôi giờ khắc này vừa đau vừa tan nát. Tôi càng cố gắng thì lưỡi dao lại càng sâu hơn, và máu cũng chảy nhiều hơn. "Em ăn gì chưa? Tôi đưa em đi ăn nhé." Thế tôi im lặng. Dương Thành Nam lại cất giọng: "Anh không dám lại tôi quá gần, cũng chẳng dám tùy tiện làm cái loại hành động như hồi chiều ở nhà hàng nữa." Tôi đoán chắc là anh sợ tôi giận anh. Anh sợ tôi không cho anh cơ hội để làm lại. Vì thế cho nên anh bắt đầu dần dần thay đổi. Không còn bá đạo, không còn kiểu ép buộc, mà bắt đầu học sự kiên nhẫn. Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, em về ăn là được rồi." 9:30 rồi, nhịn từ trưa cho đến bây giờ. Em không ăn gì, bệnh dạ dày lại tái phát thì biết làm thế nào. Đối với sự quan tâm đột ngột của Dương Thành Nam, tôi quả thật có một chút không thích ứng kịp, nên trả lời anh đôi khi vẫn còn khá gượng gạo và miễn cưỡng. "Cũng không phải là bị ngay mà. Em về nhà em cũng đâu ăn, anh đừng có để ý nhiều quá." Nghe tôi nói như vậy, người đàn ông bên cạnh khẽ động đậy. Anh im lặng thở dài. Tôi ngồi ghế phụ, mắt nâng lên nhìn gương, vừa vặn có thể thấy được những ngón tay của anh hơi siết lấy vô lăng. Khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, mùi hương hoa trà tỏa ra nhẹ nhẹ. Đã từng một thời mê đắm không rời, trái tim luôn loạn lên, thì bây giờ lại khác hẳn. Tôi trầm tĩnh, tôi cũng không còn kích động hay là khóc lóc kiệt quệ đau lòng. Tôi hỏi tiếp: "Chuyện giấy xét nghiệm ADN, anh nói chúng ta không phải anh em, rốt cuộc là thế nào?" "Hồi chiều anh kể với tôi, nhưng lúc ấy hoảng quá nên chẳng nghĩ được nhiều. Bây giờ trấn tĩnh rồi nên cũng muốn anh cùng nghiêm túc nói lại. Chuyện tờ giấy của anh, chuyện tờ giấy của mẹ tôi, rốt cuộc cái nào mới là đúng, cái nào mới là giả, và sự thật là như thế nào? Tôi bây giờ chỉ muốn một lần cho rõ. Người xét nghiệm đã làm không đúng kết quả. Em có nhớ ông ấy không? Ông ấy là bố nuôi của An Lam. Cũng chính An Lam nhờ vào ông ấy. Cho dù có thế nào thì cũng phải để kết quả của chúng ta là anh em." Hai từ An Lam thoát ra từ miệng của anh khiến cho tôi có một chút chấn động. Từ trước đến nay, cô ấy đối với tôi trướng mắt, tôi vẫn luôn biết. Thậm chí tôi cũng đã né tránh hết mức có thể. Bởi vì đối với tôi, một cuộc sống yên ổn mới là thứ tôi muốn. An Lam luôn ghét tôi là người cũ của Dương Thành Nam, ghét tôi ảnh hưởng đến anh. Vì vậy chỉ cần thấy tôi ở đâu, cô ấy sẽ không ngần ngại thể hiện ra mặt ở đó, không ngần ngại cảnh báo tôi. Có điều tại sao cô lại biết được điều này, và ai đã nói với cô ấy? Nghĩ đến điều đấy, tôi đưa mắt sang nhìn người đàn bà ông ở bên cạnh và môi mấp máy. "An Lan làm. Làm sao mà anh biết?" Dương Thành Nam ôm mặt, đồng tử mệt mỏi, mang theo bao nhiêu ảm đạm. "Hôm qua tôi nghe cô nói chuyện điện thoại. Ban đầu tôi cũng không biết là chuyện gì, mãi đến gần cuối mới hiểu ra được. Cô nói đến hai tờ xét nghiệm. Lúc ấy tôi tức giận chất vấn. Cô ấy thừa nhận là cô làm hết tất cả. Cô nói kết quả chính xác với tôi, đó là em và tôi không có quan hệ huyết thống. Còn vì sao cô ấy biết thì vào hôm chúng ta giằng co, ngoài Vũ Đình Nguyên thì An Lam cũng đứng ở trong góc và nghe thấy. Biết đâu cô nói dối vậy thì sao?
Anh tin lời cô thế à? Tôi không tin. Vì thế tôi đã đích thân đi tìm vị bác sĩ thực hiện xét nghiệm mẫu của chúng ta. Ông ấy cũng khẳng định là như vậy. Lời nói của Dương Thành Nam vô cùng chắc chắn. Lần này tôi nghe xong cũng không còn cảm giác nghi ngờ nữa. Chị à lên một tiếng rồi nói. Vậy á? Dương Thành Nam nặng nề đáp một tiếng ngừ. Sau đấy bầu không khí giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng. Anh châm tiếp cho mình một điếu thuốc, miệng rít mấy hơi thật dài. Hành động tùy ý chẳng khác gì Vũ Đình Nguyên là mấy. Anh không giận tôi, ngược lại đối với sự miễn cưỡng của tôi vẫn còn nhẹ giọng. Tình, em hết yêu anh rồi đúng không? Hồ nước lại bình thản gần sóng. Tôi như quay về rất nhiều năm trước, bất lực đứng trước ngã tư đường, không biết đi đâu về đâu, chỉ còn một mình cô đơn với bóng tối đầy đáng sợ. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng mình muốn xé nát màn hình ra. Lúc ấy mới lên tiếng. Dương Thành Nam, em xin lỗi. Đừng nói thế. Không để cho tôi nói hết câu, anh đã vội chặn lại ngay. Tôi biết là tôi rất quá đáng. Tôi không có tư cách để nói chuyện này với em. 8 năm trước là tôi dại dột, không biết quý trọng, không tin tưởng, mới để chúng ta đi đến bước này. Cũng là tự mình trừng phạt mình suốt 8 năm. Bây giờ mọi thứ đều đã giải quyết ổn thỏa. Cũng đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện của em và con. Tôi không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Xin em có thể để cho tôi bù đắp cho em và con không? Dương Thành Nam, chuyện này... Tôi ngập ngừng. Anh liếc mắt nhìn tôi, ngón tay vuốt lên cánh môi của tôi. Ban đầu là mết nhẹ, sau đó là dùng lực mạnh hơn làm tôi có chút đau. Tôi hơi nhíu mày. Thật lòng không biết anh nghĩ cái gì lúc này. Nhưng nhìn anh càng lúc càng gần mình, tôi đâm ra hoảng sợ. Đồng tử co rút lại và vội tránh né. Nhìn một màn ấy, ánh mắt Dương Thành Nam trở nên tối hẳn. Anh rũ xuống nhìn tôi, từng lời khó khăn thốt ra. Minh Đức là con trai của tôi, em không thể vì con à? Tôi thả lỏng người, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Dương Thành Nam. Từ bé, con đã biết là bố đẻ không ở bên. Lớn lên cũng biết điều không hỏi, cho nên anh có xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng. Bây giờ anh muốn nhận con, em cũng không phản đối. Anh có thể hàng ngày đến thăm con và dẫn nó đi chơi. Vậy chúng ta thì sao? Em cho tôi gặp con, vậy còn chúng ta thì thế nào? Em không thể nói được hay sao? Tôi vô tình. Một đứa bé có đủ ba với mẹ, biết thật sự hạnh phúc và thật sự đầy đủ. Không để cho Dương Thành Nam nói xong, tôi đã nâng ánh mắt ngập nước của mình lên nhìn anh, giọng nghẹn ngào, nói một câu chẳng hề ăn khớp. Em không liên lạc được với anh ấy, anh ấy không nhắn tin lại cho em. Tình, tôi đứng trước mặt em, nhưng lòng em lại nghĩ đến người khác. Em đã bao giờ nhớ đến tôi chưa? Nhớ chưa? Có chứ. Thời gian đầu ở trước mặt Vũ Đình Nguyên, nếu tôi có chút thất thần, nhất định anh sẽ mang lại cho tôi những niềm vui khác, làm cho tôi mỉm cười, làm cho tôi yên tâm, thả xuống những phiền muộn lo âu. Mỗi ngày ở bên anh đều rất lạ. Anh không nói nhiều vì tất cả đều thể hiện qua hành động. Anh thương tôi và con, giúp tôi tìm bác sĩ điều trị. Tôi dần đã quen thuộc rồi. Không thấy tôi đáp lại, Dương Thành Nam quay đầu, ôm lấy mặt tôi. Anh không thích sự im lặng của tôi và đột nhiên hỏi. Tình, em yêu cậu rồi đấy à? Em yêu Nguyên rồi đúng không? Tôi không nói, mắt nghiêng ra bầu trời thành phố về đêm rồi nhắm mắt. Bản thân đấu tranh rất lâu mới lấy được dũng khí, chậm chậm nhả ra từng từ. Dương Thành Nam, 16 tuổi em yêu anh, 26 tuổi em vẫn yêu anh. Nhưng mà khi em sắp bước sang tuổi 28, em đã yêu người khác rồi. Nói đến đây, tôi cũng dừng lại, đợi qua vài giây rồi mới lại nói. Em yêu Vũ Đình Nguyên. Thật xin lỗi. Sau khi nghe tôi nói những lời như thế, bầu không khí giữa tôi với Dương Thành Nam ngay lập tức trở nên ngột ngạt đầy đáng sợ. Anh không nói gì hết, sắc mặt anh tối sầm. Mùi thuốc lá nồng nực đến khó chịu, gần như muốn giết chết người khác trong một giây ngắn ngủi. Anh siết chặt tay, thở dài. Anh bật cười bất lực.
Sau đó anh điên cuồng ôm tôi vào trong lòng của mình, cúi đầu xuống hôn môi tôi. Nụ hôn của anh lúc trước sẽ luôn khiến tôi thất thần đỏ mặt, khiến tôi hạnh phúc đến phát điên. Thì bây giờ mọi thứ đều đã khác hoàn toàn. Một năm qua, tôi phát hiện ra mình chỉ thích nụ hôn của Vũ Đình Nguyên, chỉ thích vòng tay của Vũ Đình Nguyên, không thể tiếp nhận được ai khác ngoài anh động chạm đến. Ngay đến cả Dương Thành Nam cũng không được phép. 16 tuổi tôi yêu người đàn ông trước mặt tôi điên cuồng. 26 tuổi tôi vẫn yêu với một tình yêu dằn vặt đầy tội lỗi. Nhưng 28 tuổi tôi đã thay đổi. Tôi đã tìm được đáp án của lòng mình. Đó là tôi yêu Vũ Đình Nguyên. Mặc dù tôi chưa từng nói với anh, tôi chưa từng đề cập với anh, nhưng tình yêu đã khắc sâu vào trong tâm khảm, dần dần giống như hạt đậu nảy mầm. Qua nhiều thời gian đã thành công cắm rễ. Gần 2 năm bên nhau, anh không chỉ là ông chủ cho tôi công việc, không chỉ là người che gió chắn mưa, không chỉ là người bầu bạn, mà anh còn là người đàn ông cứu vớt cuộc đời của tôi một lần nữa. Anh yêu tôi tổng cộng đến bây giờ là 12 năm, tôi cũng đã yêu anh. Chẳng qua là tôi không phát hiện ra thôi. Bây giờ anh đã đi, tôi cũng đã tỉnh táo. Tôi không thể cùng với Dương Thành Nam quay lại được nữa. Người đàn ông này là bố của Minh Đức. Anh cả đời vẫn sẽ là bố của thằng bé. Nhưng anh không phải là chồng của tôi, hay là người tôi muốn cùng đi đến suốt cuộc đời này. Không phải. Nâng ánh mắt áy náy nhìn Dương Thành Nam, tôi không muốn anh phải đem chân tình ra. Tôi chẳng được đền đáp gì cả. Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng. Tôi cũng không thể ích kỷ, đi ngược lại với lòng mình. Vì thế chỉ biết khổ sở đối diện với anh, giọng nói run rẩy. Dương Thành Nam, em không thể quay về bên anh được nữa rồi. Anh nói đúng, chúng ta bên nhau mới là một gia đình viên mãn. Thế nhưng trong tim em bây giờ, tất cả đều chỉ có hình ảnh của anh ấy. Vũ Đình Nguyên yêu em đến nay là 12 năm. Anh không biết, đời người có bao nhiêu cái 12 năm để mà chờ đợi cơ chứ. Tôi vô tình. Tại sao? Những gì cậu ấy cho em, tôi cũng đều có thể cho em. Chúng ta đã từng rất yêu nhau cơ mà. Dương Thành Nam hoảng hốt nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không dám nhìn anh và khẽ lắc đầu. Anh nói đúng, chúng ta đã từng rất yêu nhau. Chúng ta xa nhau cũng chỉ là sai lầm, lẫn hiểu lầm của người lớn. Xa nhau vì em cố chấp không nói ra sự thật. Nếu như được quay lại thời gian trước, cả em và cả anh đều kiên nhẫn trong đêm mưa năm đó, thì mọi chuyện cũng sẽ không đi xa đến mức như thế này. Bây giờ mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Em thay đổi, anh cũng đừng nên cố gắng nữa. Không, tôi vô tình. Em đừng nói như vậy mà. Dương Thành Nam đau khổ nhìn tôi. Anh ôm khuôn mặt đọng lại những giọt lệ của tôi và đầu liên tục lắc. Tôi đã cố gắng thay đổi. Tôi đã cố gắng làm hết mọi thứ. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi không muốn chúng ta trở nên như thế này. Tôi thật sự không làm được. Anh sẽ làm được, nhất định sẽ được thôi. Em yêu anh ngần đấy năm, từ khi 16 đến năm 26 tuổi. Thậm chí khi biết được sự thật, vẫn dằn vặt muốn yêu, muốn được một lần cùng anh ngoảnh đầu. Thế nhưng ý trời không như vậy. Chúng ta cuối cùng vẫn nên chỉ là những người bước qua nhau thôi. Nhìn vẻ kiên quyết của tôi, Dương Thành Nam cuối cùng cũng bất lực buông tay xuống. Sau đó anh giơ tay lên vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của mình và lẩm bẩm rất nhỏ. Về Minh Đức, về con trai chúng ta em cũng không làm được à? Minh Đức từ bé đã rất hiểu chuyện. Em thừa nhận rằng thằng bé mấy năm nay sống với em vô cùng cực khổ. Bệnh tim muốn được phẫu thuật, nhưng cơ dòng dài đến tận bây giờ vẫn chưa thực hiện. Mấy tháng trước, Vũ Đình Nguyên với em đã bàn bạc cho con phẫu thuật sớm nhé. Bây giờ chúng ta đã hóa giải hiểu lầm. Em cũng không có quyền giấu anh. Anh là ba của con. Anh muốn con làm vào lúc nào cũng được, em không phản đối. Đều là tôi không tốt. Tình, tôi xin lỗi em. Thật lòng tôi xin lỗi em. Là do tôi, là tôi sai rồi. Dương Thành Nam cười nhạt. Tôi nhìn một màn đấy mà lòng đau như cắt. Tay giơ lên, ôm lấy khuôn mặt của anh. Mắt đối diện với ánh mắt của anh. Dương Thành Nam, anh là người đàn ông tốt. Anh cũng có trách nhiệm của mình. Về An Lam, không nói đến cá tính hay gia đình cô như thế nào, chỉ nói đến chuyện cô thật sự rất yêu anh.
Vì yêu anh nên mới ngu ngốc lạc lối. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm. Cái gì cần buông tay mà buông tay thì là sáng suốt. Cái gì nên buông tay mà lại không buông thì chính là ngu muội. Trên đời này làm gì có phụ nữ nào chịu được cảnh đàn ông mình yêu vẫn giữ bóng dáng người phụ nữ khác trong lòng đâu hả anh? Cũng giống như trên đời này, có mấy người yêu một người trong 12 năm dài đằng đẵng, chấp nhận chờ đợi mặc dù không biết kết quả ra sao. Tôi biết những lời nói này sẽ tàn nhẫn, khiến cho tôi với Dương Thành Nam dằn vặt nhau. Nhưng suy nghĩ thì lại kỹ rất nhiều lần. Tôi không thể để cho mình tỏ ra im lặng được. Hận thù đã đủ. Tới thời khắc này, cái gì cũng nên hạ xuống để cho nhau những giây phút bình yên và thanh thản nhé. Im lặng một lúc, anh quay người và hỏi tôi. Em định đi tìm Vũ Đình Nguyên à? Em đi tìm cậu ấy ở đâu? Trái đất rộng như vậy, em không sợ là cậu ấy sẽ trốn em mãi à? Không đâu. Em biết là anh ấy ở đâu mà. Em nhất định sẽ tìm anh ấy chứ bằng được. Dương Thành Nam, Minh Đức là con anh. Anh là ba, em là mẹ. Thời gian này để thằng bé bên cạnh anh, em cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng em sẽ không rời đi bây giờ, vì em muốn con được phẫu thuật xong. Muốn tận mắt thấy con khỏe mạnh hoàn toàn. Đến lúc ấy em sẽ nhẹ lòng hơn hẳn. Tôi mấp máy nói chậm rãi từng lời. Dương Thành Nam lúc này cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và ừ một tiếng. Được, nếu mà em đã quyết như vậy thì tôi tôn trọng quyết định của em. Em cứ đi, Minh Đức ở nhà đã có tôi, có ba mẹ, nhất định sẽ ổn thôi. Cuối cùng mọi thứ cũng được như ý muốn. Tôi khẽ gật đầu với anh. Khóe miệng lúc này cũng kéo lên một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Anh Nam, anh nhất định cũng sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc mới thôi. Nhất định là như thế. Đúng thời gian sẽ gặp được đúng người. Đừng lo lắng cho tôi. Giờ tôi có Minh Đức, cuộc đời chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nói với nhau hết lời, Dương Thành Nam cũng đưa tôi trở về phía chung cư phía Bắc. Lúc này cơn mưa ngoài trời cũng đã ngớt đi nhiều. Tôi không để anh đưa lên. Anh tuy hơi buồn nhưng cũng chấp nhận. Chỉ xuống mở cửa xe cho tôi, rồi sau đấy chậm rãi đánh xe ra khỏi bãi đỗ và biến mất ra con đường heo hắt, ánh điện mờ nhạt. Tôi đứng ở giữa cổng nhìn rất lâu, cho đến khi tiếng xe biến mất hẳn, hơi lạnh bao phủ bốn bề. Chính mình mới run rẩy đứng thẳng dậy, bước lên từng bậc thang về nhà. Lúc này con trai vẫn còn chưa đi ngủ. Thằng bé ngồi xem Doraemon rất chăm chú. Vừa thấy tôi liền cất giọng hỏi luôn. Mẹ về rồi à? Bà nội có nấu cơm phần mẹ đấy. Con lấy cho mẹ ăn nhé. Dạo gần đây công việc ở Quốc vô cùng bận rộn. Vũ Đình Nguyên thì đi công tác triền miên, cho nên tôi với anh không còn những buổi ăn đêm với nhau nữa. Thành ra bác Lý đảm nhận luôn việc nấu cơm cho tôi. Mà con trai thì cũng đã lớn, năm nay đã bước sang lớp 2. Thành tích học tập ở trường mỗi lần kiểm tra đều đứng đầu khối. Ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy quên đi hết những mệt nhọc ưu phiền. Đặt túi sách xuống dưới ghế, tôi ngồi xuống đối diện với Minh Đức. Lưỡng lự thật lâu rồi cũng quyết định cất giọng hỏi con. Dạo gần đây con học hành thế nào? Vẫn ổn cả chứ? Minh Đức gật đầu, thằng bé đáp lại. Con vẫn ổn, mẹ đừng có lo. Từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện. Lớn lên tính cách càng ngày càng giống với Dương Thành Nam. Tĩnh lặng và không bao giờ phải để cho đối phương cảm thấy lo lắng. Đó có lẽ cũng chính là lý do tôi có thể đi làm yên ổn, dù có tăng ca hay là đi công tác vài ngày. Thêm nữa, bây giờ con tôi cũng đã 8 tuổi. Tuy không hỏi tôi về chuyện bố đẻ, nhưng tôi cũng chẳng có quyền gì để giấu con cả. Bây giờ ai cũng biết, sớm hay muộn, ông bà nội cũng đón con về. Vì thế thà tôi tự mình kể ra, còn hơn là để con chấp nhận một cách quá bất ngờ và đột ngột. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Chuyện về ba ruột của con. 9 năm qua đi, hôm nay tôi mới dồn được hết can đảm của mình để đề cập với con trai về chuyện này. Thằng bé nghe xong có hơi một chút ngẩn người, nhưng cũng chỉ mất mấy giây liền cất giọng. Mẹ cứ nói đi, con nghe đây. Tôi gật đầu, tay vươn ra cầm lấy tay của con. Đôi mắt rũ xuống mang theo một chút buồn bã. Đức,
Nhiều năm qua mẹ với ba của con có một chút hiểu lầm, cho nên là mẹ mới không để cho ba con biết mẹ đã sinh ra con. Ba con cũng không biết con có mặt trên đời này. Cho đến hôm nay, khi ba mẹ ngồi lại với nhau, khúc mắc hóa giải, mẹ quyết định để cho con và ba có thể qua lại với nhau. Mẹ nói thế cũng chỉ là muốn hỏi xem con liệu có đồng ý với quyết định này hay không, hay là con cần thời gian. Sau câu nói của tôi, Minh Đức cứ thế im lặng không nói một câu gì. Đôi mắt rũ xuống nhìn tệp vở đặt trên bàn, không chớp, không động đậy. Nói thật là tôi rất sợ con trai tôi bị tổn thương. Sợ con không thể chấp nhận được sự thật đùng đùng. Một ngày nào đó, có một người ba xuất hiện và đến bên con, đòi nuôi dưỡng và chăm sóc. Thậm chí là tôi cũng đã nghĩ đến chuyện xin lỗi. Thế nhưng may mắn là sau đấy thằng bé không hề tỏ ra bất cần hay tức giận điều gì cả. Con ngẩng lên nhìn tôi, nhìn thật lâu sau rồi mới nhỏ nhẹ. Có phải ba của con là cái chú lần đó đến đây tìm mẹ nhưng mẹ không có nhà không? Tôi khẽ gật đầu. Con trai nghe xong cũng chỉ à lên một tiếng. Hóa ra là chú ấy à? Hóa ra con lại có một ông bố giàu có như thế. Con không giận chứ? Mẹ xin lỗi. Không đâu, con không giận. Con chỉ nghĩ ba đã quay lại nhận con, vậy mẹ với chú Nguyên sẽ như thế nào thôi. Thời gian qua, con trai tôi đối với Vũ Đình Nguyên có rất nhiều thiện cảm, nên thằng bé không bao giờ tỏ ra một chút khó chịu nào mỗi khi anh ở gần tôi hoặc tôi đi chơi với anh. Thậm chí nhiều hôm con còn thủ thỉ nói với tôi rằng mong muốn tôi với anh sinh cho con một đứa em, con sẽ giúp trông để tôi không còn bận rộn. Lúc ấy tôi cũng không từ chối hay đồng ý, chỉ cảm thấy nếu mình với anh đến được thì cả hai cũng sẽ cùng cố gắng đi bên nhau. Có điều sự việc này ập tới nhanh quá, biết bao nhiêu dự định đều bị phá hỏng hết. Tôi bây giờ biết tìm anh ở đâu cũng không rõ. Khẽ liếm môi tôi nói với con trai. Chuyện đó Minh Đức, nếu bây giờ mẹ hỏi con muốn mẹ ở bên ai thì con sẽ như thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Tuy ông bố 8 năm không nhận nhau của con rất giàu, nhưng con vẫn muốn mẹ về với chú Nguyên hơn. Một năm qua chú ở bên mẹ, con thấy mẹ cười nhiều hơn đấy. Cảm ơn con. Hốc mắt phím hồng cay xè, tôi khẽ chớp để nước mắt chảy xuống, tay vươn ra ôm lấy con, đáy lòng ngập tràn hạnh phúc. Những điều mà tôi lo sợ, những điều mà tôi tưởng chừng sẽ không thể giải quyết êm đẹp được, bây giờ cũng đã phẳng lặng như nước trong hồ rồi. Con tôi đã lớn, con không ngượng ngùng hay cảm thấy thiệt thòi. Con cũng ủng hộ tôi đến với Vũ Đình Nguyên. Vậy thì tôi còn gì để mà chần chừ nữa đây? Tôi khiến anh chờ đợi 12 năm dài đằng đẵng. Bây giờ anh buông tay thì tôi sẽ đi tìm anh. Tôi sẽ đuổi theo anh. Tôi sẽ đứng trước mặt của anh nói với anh bằng tôi cũng yêu anh và yêu rất nhiều. Sau buổi đêm hôm ấy, được sự đồng ý của con trai và tôi, Dương Thành Nam qua lại chỗ chung cư của tôi nhiều hơn. Tôi không rõ anh giải quyết chuyện của anh với An Lam như thế nào, bởi vì dù sao đấy cũng là chuyện riêng của anh. Tôi ngoài việc là mẹ của con trai anh thì không có một chút tư cách nào được can thiệp. Thời gian thấm thoát trôi đi. Sau hơn 2 tháng, nhờ có sự sắp xếp của nhà họ Dương nên con trai tôi cũng phẫu thuật thành công. Lúc thằng bé được đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ của anh với Dương Thành Vũ cũng từ nước ngoài bay kịp về. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta khoảng cách gần đến như vậy. Vẫn là cái bộ dáng cao ngạo đẹp trai, dáng người cao thẳng. Tuy đã hơn 60 nhưng vẫn còn giữ được nét phong độ ngời ngời. Ông ta nhìn thấy tôi, chỉ khẽ gật đầu một cái, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng đến Dương Thành Nam và cất giọng hỏi: "Thằng bé thế nào rồi?" Dương Thành Nam khẽ gật đầu. Sự nặng nề lo lắng ở trên mặt anh cũng đã được tháo gỡ xuống cách đây vài phút trước. Anh nói: "Không sao. Bác sĩ bảo bây giờ chỉ cần theo dõi trong nửa tháng hoặc một tháng nữa là ổn. Không có gì rủi ro cả." "Vậy là được rồi." Dương Thành Vũ gật đầu. Ông ấy xoay người vỗ lên vai của vợ mình mấy cái như là an ủi. Hành động khô khan vô cùng, nhưng nhìn vào thế nào tôi lại cảm thấy được bọn họ đang rất hạnh phúc. Một người phụ nữ đã từng rất đơn giản, không hề cao sang, lại có thể chiếm được trái tim và thay đổi một kẻ trăng hoa lăng nhăng, suốt đời suốt kiếp chung tình. Đó liệu có phải là sức mạnh của tình yêu không? Tôi cũng không rõ nữa.
khẽ liếm môi. Mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì họ, nhưng nói gì thì nói, đó cũng là ông bà nội của Minh Đức. Không chào hỏi thì cũng không phải phép. Nên sau một hồi suy nghĩ, bản thân cũng ngập ngừng. Chủ tịch Dương, dì An, xin chào, tôi là mẹ của Minh Đức. Đối với thái độ của tôi, Trần Thùy An không hề tỏ ra khó chịu một chút nào hết. Dì ấy vẫn giống như buổi lễ đính hôn năm ngoái, ân cần, nhỏ nhẹ, tay vươn ra cầm lấy cánh tay của tôi và nói: vất vả cho cháu rồi, chúng tôi thật xin lỗi. Không có gì cả, phải là tôi cảm ơn các người mới đúng. Nếu không thằng bé làm sao có thể phẫu thuật nhanh như vậy. Tình, cho dù hai đứa không đến được với nhau, dù Minh Đức ở với ai, tôi hy vọng cháu cũng có thể buông xuống hết những chuyện cũ năm xưa, một nhà hòa hợp. Bỏ hết chuyện cũ à? Tôi không biết được. Cuốn nhật ký của mẹ ghi rất nhiều việc. Tôi đọc cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng ám ảnh. Bảo tôi quên đi, tôi làm sao mà quên được đây? Nếu mà dễ quên như thế, thì tôi đã không phải đau khổ suốt ngần ấy năm trời. Khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, tôi nói: dì An, chuyện này đừng nói nữa. Hôm nay dì đến thăm Minh Đức, thằng bé lần đầu nhìn thấy bà nội, chắc sẽ rất vui. Hai người cứ ở đây, tôi có việc đi xuống dưới một chút, lát nữa tôi sẽ quay lại. Còn chưa nói hết câu, Dương Thành Vũ đứng bên cạnh lại ngay lập tức lên tiếng. Ông ta ôm lấy vai của vợ mình và nói: em ở đây với thằng bé, có gì thì gọi cho anh. Nói xong ông quay sang tôi: chúng ta xuống dưới. Đúng lúc tôi cũng muốn nói với cô vài điều. Khí chất của Dương Thành Vũ quả thật dọa người. Rõ ràng tôi chẳng có muốn chút nào, nhưng đối mặt với ánh mắt sắc lạnh kia, chính mình cũng không thể lừa dối được bản thân có chút sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến, Vẻ Lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 26 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vân Tê Anh, được viết bởi tác giả nữ Lê Tuyết. Và bộ truyện của chúng ta chỉ còn diễn biến trong vài tập nữa thôi thì chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng trong cuộc đời của Tô Vũ Tình. Và quý vị đừng quên là bấm like, đăng ký kênh để chúng ta sau khi nghe xong tập phát sóng hôm nay có thể nghe được những tập cuối cùng một cách sớm nhất, sẽ được phát ở trên YouTube cũng như là fanpage trên Facebook của Hồng Nhung có tên là Chị Dậu. Quý vị chỉ cần bấm follow đăng ký là chúng ta đã có thể theo dõi được sớm nhất rồi. Đến bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả và ekip của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.